Lockroot bất ngờ cập nhật một điều rất hữu ích cho người chơi. Hãy cùng tôi tìm hiểu nào. Ủa mà khoan, sao hôm nay mặt có tôi kỳ với Mini? Từ từ để tôi đổi cái mặt xíu, nhìn kỳ quá anh em ơi. Thì như là đã hứa, tôi có tặng Mini rất nhiều server để cùng nhau săn Leviathan, link dưới phần bình luận nha. Cho nên là tớ mong Mini bấm like và đăng ký kênh để có thông tin siêu nhanh và có thêm nhiều quà nữa. Xin chào mọi người, mình làm chú dễ đây. Cuối cùng thì mặt tôi trở lại bình thường Mini. Hồi nãy những bị lỗi sao cho nên nhìn mặt tôi nó hài lắm mọi người. Bây giờ tôi mới đổi skin lại cho nên nhìn bình thường luôn. Thì admin mới vừa cập nhật một cái điều rất là hữu ích cho người chơi Lockroot luôn, cho nên tôi muốn chia sẻ cho mấy ní. Đấy, còn giờ cùng tôi tìm hiểu nha. Like và đăng ký cùng nhau tăng nhân phẩm nào. Chả gì đây anh em. Let's go. Ui, Ripper, vậy cũng ok. Thì đây, admin Ripper có đăng một cái cập nhật mới cho Twister. Tuy nó là một cái bản cập nhật nhỏ thôi, nhưng mà nó cũng sẽ rất hữu ích luôn. Thì bây giờ cái sự di chuyển của người chơi khi mà đang đi trên con thuyền nó sẽ được ổn định và cân bằng hơn luôn. Mặc dù là con thuyền đang di chuyển nha mọi người, thì người ta vẫn đi một cách rất là bình thường, nó không có bị lát hay là văng khỏi con thuyền nữa. Đây mấy người thấy không, admin di chuyển con thuyền mà nó không bị rơi các bạn. Thường là khi các bạn di chuyển con thuyền mà nó đang di chuyển á, thì là các bạn sẽ thường bị văng ra con thuyền. Đó, còn giờ các bạn thấy không, admin di chuyển một cách rất bình thường luôn. Nói chung thì nó kiểu như là cân bằng lại. Và mặc dù đây chỉ là một sự thay đổi nhỏ thôi, nhưng mà nó sẽ rất là hữu ích cho những bạn nào đi di chuyển trên biển nhiều, đặc biệt là cùng nhau săn Leviathan. Giờ tôi sẽ kiểm chứng bằng con thuyền trong video của admin luôn nha. Các bạn thấy không, mặc dù thuyền di chuyển rất là nhanh, nhưng mà tôi di chuyển thì nó cũng rất là mượt mà và nó không có bị văng khỏi con thuyền, rất là ổn định và cân bằng luôn. Đấy anh em thấy không, đi thoải mái. Giống kiểu là nó có một cái lực hút các bạn, nhưng mà nếu mà các bạn đi vào những cái góc lắc ha, hoặc là các bạn lướt thì tỷ lệ nó sẽ bị văng con thuyền, nhưng mà giờ nó cũng đỡ hơn rồi. Tôi sẽ kiểm chứng trên một con thuyền khác nữa, cũng rất là mượt mà, ổn định và ngầu anh em thấy chưa. Giờ là nói chung thì admin cập nhật nhỏ nhưng mà nó hữu ích là được rồi mọi người. Và ngoài ra admin còn đề cập rằng là họ đã lên kế hoạch cho những sự phát triển quan trọng hơn vào tháng 11, có nghĩa là trong tháng 11 này chúng ta sẽ chắc chắn có một bản cập nhật mới ra mắt nữa, và cụ thể hơn chính là bản cập nhật lễ tạ ơn có trái Kitsune mà các bạn đã mong chờ bấy lâu nay. Với admin còn có đăng một cái bài mới nữa là đang Lockroot đang tìm kiếm những nghệ sĩ VFX tài năng để có thể hợp tác, cộng tác và kiểu làm việc trả lương luôn. Kiểu là các bạn sẽ vẽ những cái model cho trái quỷ nè, hay là những cái hình ảnh bức tranh đẹp đẽ gì đó, và những cái model trong Lockroot luôn. Đấy, nếu mà các bạn đạt giải thì admin sẽ nhận các bạn vào làm. Cho nên là anh em nào Việt Nam mình mà thấy có năng khiếu, bạn cứ đăng ký cho admin e nha, đăng ký tại admin e nè. Đấy, và tôi hy vọng rằng là người Việt Nam mình sẽ đạt giải và được admin gọi là nói chung làm hợp tác với Lockroot luôn, thì nó sẽ là một điều rất là tuyệt vời, tự hào cho Việt Nam. Chắc chắn các bạn sẽ trả lương rất xứng đáng luôn, có thể là Robux nè hay là tiền các bạn. Đấy, nói chung nghe khá là ngầu, vì Lockroot giàu mà anh em. Tôi mà vẽ đẹp là tôi cũng đăng ký vào rồi. Chứ là hôm bữa các bạn kia vẽ fanart cho mình, anh em thấy đẹp không? Các bạn đánh giá xem bức tranh này bao nhiêu điểm, comment bên dưới nha. Tôi là thấy bức tranh này là tôi chấm 10 điểm luôn. Thì đây chính là thông tin cập nhật mới của ngày hôm nay. Các bạn nghĩ sao, hãy comment bên dưới nha. Và đang bán trái gót nè anh em. Đấy, thì cảm ơn bạn đã xem video. Chúc các bạn có một ngày cuối tuần tốt lành. Bye bye anh em.